Thưa quý vị, trong một tin chuyên đề hôm nay, mời quý vị nghe hai bài có nội dung như sau. Bài 1. Thuốc làm từ xác thai nhi Trung Quốc tái xuất hiện tại Hàn Quốc. Bài 2. Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt ba thế hệ giống Triều Tiên. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thuốc làm từ xác thai nhi Trung Quốc tái xuất hiện tại Hàn Quốc. Hai năm sau khi biến mất, Hàn Quốc lại xuất hiện vụ người Trung Quốc buôn lậu viên nang thịt người vào Hàn Quốc. Dư luận cho rằng Điều này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh nghiêm trọng. Cái gọi là viên nang thịt người là một viên nang được làm từ thai nhi đã chết, chết tự nhiên hoặc chết do sinh và được bán một cách bí mật. Bởi vì một số người tin rằng thai nhi có tác dụng bổ sung lớn các dưỡng chất tốt, từ nhu cầu của thị trường, nguồn cung đã được phát triển. Ngày 28 tháng 9, thông tin từ cơ quan hải quân cho biết, trong 6 năm từ năm 2016 đến năm 2021, Hải quân Hàn Quốc đã phát hiện 6 vụ buôn lậu viên nang thịt người và thu giữ hơn 1.000 viên nang này trong số các vật dụng sách tay của du khách nhập cảnh vào Hàn Quốc. Từ năm 2016 đến năm 2018, đã phát hiện 5 vụ việc, sau đó không phát hiện thêm một vụ việc nào trong 2 năm tiếp theo, nhưng đến năm 2021 đã phát hiện thêm một vụ. Việc thu giữ Việt Nam thịt người đầu tiên tại Hải quan Trung Quốc là vào năm 2011, khi đó xã hội Hàn Quốc đã rất xôn xao. Để tìm hiểu sự thật, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc sau đó đã đích thân đến Trung Quốc để điều tra bí mật và chụp ảnh một số quá trình mà các bệnh viện Trung Quốc đã thông đồng với những người trên thị trường chợ đen, buôn bán xác thai nhi và được chế biến thành các viên năng. Vụ việc được đưa ra ánh sáng trên các phương tiện truyền thông vào tháng 8 năm 2011. Các chuyến điều tra bí mật của đài truyền hình SBS được thực hiện tại một thành phố vừa và nhỏ ở Trung Quốc. Báo cáo tiết lộ rằng, sau khi nhận được xác thai nhi đông lạnh, thai nhi từ 6 đến 8 tháng tuổi từ bệnh viện, các nhân viên chợ đen đã sấy khô bằng lò sấy y tế và gửi đến một nhà máy chuyên để nghiền và đóng gói để làm viên nang. Viên nang thịt người này được miêu tả là một loại thuốc bổ dược bán trên thị trường chợ đen Trung Quốc. Sau khi người Hàn Quốc mua nó và âm thầm mang đến Hàn Quốc, Tại đây, loại thuốc này được bán với giá khá cao trên thị trường chợ đen Hàn Quốc. Năm 2011, viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành phân tích thành phần viên nang thịt người được thu giữ bởi một số hải quan và phát hiện ra rằng nó có một cái gì đó giống như tóc. Kết quả xét nghiệm cho thấy trình tự gen hoàn toàn phù hợp với con người và thậm chí có thể xác định được giới tính bởi mã gen này. Các cuộc điều tra chính thức của Hàn Quốc cho thấy từ năm 2011 đến năm 2013, hơn 100 vụ việc viên nang thịt do các cá nhân tuần lậu vào Hàn Quốc đã bị thú giữ. Tổng số có đến hơn 60.000 viên nang. Vào tháng 10 năm 2013, một nữ du học sinh Trung Quốc đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì vi phạm luật dược sĩ với cáo buộc buôn bán viên nang thịt người trên đảo Jeju giả danh dưới dạng buôn bán thuốc giảm cân. Vào tháng 5 năm 2013, một người đàn ông Trung Quốc gốc Triều Tiên cũng đã bị giam giữ vì buôn bán viên năng thịt người. Theo kết quả điều tra, người này đã bắt đầu buôn bán viên năng thịt người trên thị trường chợ đen từ Trung Quốc vào năm 2004. Ông Lee siung won Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức về cấy ghép nội tạng Hàn Quốc, KAEOT, cho biết thị trường chợ đen của Trung Quốc đã buôn bán thịt người được bào chế thành viên năng và liên tục buôn lậu vào Hàn Quốc hành vi bất hợp pháp này của những người vô thần và phá hủy tất cả các tiêu chuẩn về đạo đức điều này cũng cho thấy người trung quốc đang xuống cấp về mặt đạo đức những điều cơ bản về hài cốt của con người cũng như ý thức pháp luật ông nhấn mạnh rằng xã hội hàn quốc cần tiếp tục tuyên truyền về vấn đề này và ngăn chặn các hành vi nhập lậu buôn bán loại viên nang trung quốc này vào thị trường hàn quốc viên nang thịt người không chỉ có vấn đề phá hủy các vấn đề về đạo đức cơ bản của con người mà còn có một mối nguy hiểm nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn. Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đã tiết lộ rằng viên nang thịt người là một mặt hàng nguy hiểm có khả năng lây nhiễm vi khuẩn. Kết quả kiểm tra năm 2012 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho thấy 18,7 tỷ vi khuẩn có thể được phát hiện trong một viên nang thịt người. Trong đó, virus viêm gan B cũng được tìm thấy. Vì sự an toàn của công dân Hàn Quốc, trong quá trình thông quan, các mặt hàng không phù hợp cần được ngăn chặn hoàn toàn, không cho vào lãnh thổ Hàn Quốc. Chính trị gia, ông Kim jong Son kêu gọi. Trung Quốc áp đặt biện pháp trừng phạt ba thế hệ giống Triều Tiên. Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền phi chính phủ có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, gần đây đã công bố một báo cáo cho thấy Trung Quốc đã áp dụng trừng phạt ba thế hệ giống như Bắc Triều Tiên đó là ba thế hệ người thân của gia đình tù nhân chính trị có thể bị cầm tù hoặc xử tử, mặc dù bản thân họ không tham gia vào tội phạm. Cách làm này tương tự như khái niệm chu di tam tộc khét tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cảnh sát Trung Quốc sử dụng hình phạt này để đối phó với những người được coi là mối đe dọa đối với chế độ. Việc này không phải là chưa từng diễn ra trước đây. Trung Quốc đã đe dọa người thân của các đối tượng mục tiêu, bao gồm con cái, vợ hoặc chồng và thậm chí là cả cha mẹ. Ví dụ, họ đã sử dụng phương pháp này để đối phó với số lượng lớn các nhà hoạt động chính trị được coi là ngược dòng và các nhà hoạt động này buộc phải khai ra các thông tin cùng với hình thức tra tấn. Đây được gọi là đòn sát thủ của chính quyền Trung Quốc. Hơn nữa, thông tin mới được tiết lộ cho thấy có phạm vi được mở rộng và bao gồm các hệ thống phức tạp hơn để thực hiện hành vi này. Theo tổ chức Sepra Defenders, khi Trung Quốc muốn những người bất đồng chính trị cấp cao hoặc lưu vong trở về Trung Quốc một cách tự nguyện, chính quyền không chỉ giam giữ hoặc bắt giữ họ mà còn bỏ tù người thân vô tội của họ. Theo báo cáo mới nhất được công bố bởi Sepra Defenders, những gì mà cảnh sát Trung Quốc thuyết phục các công dân Trung Quốc ở nước ngoài trở về để nhận các cáo buộc hình sự đã tăng lên đáng kể. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tổng cộng 230.000 công dân Trung Quốc đã trở về nước thông qua hình thức gọi là thuyết phục này từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Những con số này là bất thường, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian này đang trong giai đoạn hạn chế du lịch toàn cầu do dịch bệnh gây ra, trong khi các chuyến bay đi và đến từ Trung Quốc thậm chí còn khó khăn hơn. Nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã báo cáo dữ liệu tiết lộ sự thật rằng cảnh sát Trung Quốc đã thành lập các trạm cảnh sát ở các nước ngoài, cho đến nay 54 tổ chức như vậy đã được phát hiện tại 30 quốc gia, nhưng con số thực tế có thể cao hơn. Tổ chức SafeGuard Defenders phát hiện ra rằng tại các trạm cảnh sát của Trung Quốc từ các quốc gia như Tây Ban Nha và Serbia các tài liệu của chính phủ cho thấy, các trạm này hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Trung Quốc để theo dõi các đối tượng mục tiêu và tác động để buộc họ trở về Trung Quốc. Ngoài ra, tổ chức Safeguard Defenders đã giải mật một loạt các thông báo và tài liệu của cảnh sát địa phương và chính phủ, cho thấy cảnh sát phần lớn chấp nhận chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thuyết phục những mục tiêu ở nước ngoài này trở về Trung Quốc ví dụ các tài liệu này cho thấy chính quyền địa phương đã gây áp lực lên các người thân và các đối tượng này bằng nhiều cách khác nhau chẳng hạn như ngăn chặn các thành viên trong gia đình cho vay đình chỉ bảo hiểm y tế của họ và tịch thu hộ chiếu của họ không từ thủ đoạn nào họ còn tác động đến các trẻ nhỏ không cho chúng đến trường Hiện tượng này bất hợp pháp trong quá trình thực thi pháp luật của cảnh sát Trung Quốc, nhưng nó đang lan rộng và không còn bị giới hạn trong các luật về nhân quyền hay bị các cơ quan giám sát trong nước kiểm soát. Bây giờ, cảnh sát ở tất cả các cấp đều thực thi các biện pháp như thế trên quy mô lớn hơn, bằng mọi giá để đạt được mục tiêu tăng cường kiểm soát của họ. Kính thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình và đừng quên nhấn like và ấn chuông để nhận các thông báo mới nhất cho các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mai Anh xin kính chào và hẹn gặp lại!